Tại cuộc họp báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chiều ngày 30 tháng 6, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực EVN Hà Nội Lê Ánh Dương khẳng định trong thời gian tới, thành phố sẽ không bị thiếu điện, kể cả vào giai đoạn nắng nóng cao điểm đầu tháng 7. Theo đó, trong kịch bản điện của Hà Nội, thành phố cơ bản không thiếu điện vào tháng 7 và tháng 8. Trong thời gian dự kiến nắng nóng ngày 1 đến ngày 10 tháng 7, phía công ty cam kết đảm bảo cung ứng điện. Ông Dương cho biết, Hà Nội cũng đang lên kế hoạch tiết kiệm điện ở nhà dân, các trụ sở, cơ quan, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm 11 đến 14 giờ và 19 đến 23 giờ hàng ngày để hệ thống không bị quá tải. Trước đó, trong giai đoạn nắng nóng cao điểm vào đầu tháng 6, hàng loạt khu vực tại Hà Nội bị cắt điện luân phiên, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất điện của người dân. Nguyên nhân là tình hình nắng nóng gay gắt và tác động của hiện tượng El Nino diễn ra tại nhiều nơi đã làm tăng nhu cầu điện sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu mưa ở các tỉnh phía Bắc khiến nước về các hồ thủy điện rất thấp, gây ảnh hưởng lớn đến cung ứng điện trong mùa khô năm 2023.